Rồi đến Tòa Thánh đây, đến rồi nha. Anh em mình chuẩn bị vô tham quan nha. Hôm nay cả gia đình mình đi núi kết hợp với đi Tòa Thánh Tây Ninh. Rồi mình chủ nhật về đúng không? Đúng không Mai Ca? Rồi thôi đến đây rồi mình đi nha. Ok. Ok, tắt máy nè, đi xuống nè. Từ từ chờ cái nha. Đi. Get go. Rồi đi. Đi vô thánh tham quan nha. Khá rồi. Tòa thánh bự đẹp quá ha. Ở đây nguyên cái đường kỹ quá trời luôn. Đi vòng xuống dưới kia nha, đi vòng xuống dưới kia cái. Xuống tới hổ rồi, đi bên ngoài á, đi bên ngoài đừng đi trong. Ngoài. Đẹp ghê luôn. Ở đây có nguyên cái rừng kỹ luôn ha. Đây có mấy chớp ta, 1 chớp, 2 chớp, 3 chớp, 4 chớp. Hành trình đi núi Bà Đen Tây Ninh nha các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ ghé ăn bánh canh giảng vàng. Sau đó là mình thăm Tòa Thánh Tây Ninh. Thì do Tòa Thánh Tây Ninh đây mình thăm thì người ta không có cho quay phim chụp hình nha. Mình chỉ quay ở phía ngoài thôi nha các bạn. Rất là tiếc nha các bạn. Rồi thôi mình tham quan xong rồi mình về phải nha. Đi quay lại nè. Giờ mình về vô khách sạn nha. Đẹp nha các bạn. 9 tầng. Trong đó biểu tượng con mắt á. Rồi mấy ông Phật, rồi mấy ông Chúa, rồi Chúa Trời gì đó. Nói chung là nhiều lắm, rất là đẹp. Tôn nghiêm nha các bạn. Có người lao chùi hàng ngày. Chào các bạn nha, nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Cúng xong nha các bạn. Nên vô được. Nhưng mà mình không được quay nha. Rất là tiếc. Quay phim hay chụp hình cho các bạn qua xem thăm rừng thì nha. Mình quay sơ bộ phía ngoài thôi. Đây là khuôn viên trong Tòa Thánh nè. Nó có nhiều cửa lớn lắm. Okay. Các bạn có dịp thì ghé thăm nha. Thì ghé tham quan rất là thú vị. Cứ đi họ tránh mình. Cứ đi là tàn qua đi về cho tàn nhận phòng khách sạn luôn nha các bạn. Rộng lắm. Mình lên đây tham quan thì thấy Tây Ninh được cái là được xá sạch sẽ, thông thoáng nha các bạn. Đi rất là thoải mái, không như Sài Gòn mình kẹt xe liên miên ra ngoài đường mệt mỏi lắm nha các bạn. Đây là phía trước là khu rừng khỉ không à nha. Trên đây ăn uống cũng rẻ. Về khách sạn hay là vô rừng chơi? Có gì các bạn nên ghé thăm nha. Khỉ đâu rồi, nãy thấy khỉ quá trời luôn à. Cổng này, nãy cổng này nó phải cổng vô, cổng này cổng kia phải không? Có một cổng nha, đi vô đây nè. À. Đi, đó khán đài kìa, có khán đài hai bên luôn á. Cổng này cổng chính nhưng mà mình đi vô rồi nè. Đi qua bấm cửa xe, lên về. Lên về. Bấm vô. Ừ, cảm ơn chồng chồng á. Rồi lên, thôi lên mình vô về. Khát nước, lên xe có nước luôn. Nước trên đây có nè. Rồi lấy túi luôn đi. Rồi lấy đầu ra. Ok. Rồi bye các bạn, hẹn các bạn tối nay nha.
khát nước quá. Tối nay mình đi đâu chơi ta? Tối nay mình đi ăn chơi đâu rồi? Đi núi hả? À? Sáng mai mới đi núi. Tối đi đâu mẹ? Tối mình nuôi mình đi uống lẩu trà sữa nha. Đi ăn gà thỏ thân nha.